đến tất cả các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai dòng họ ngày hôm nay có mặt tại đây. Chúng tôi ở Hưng Yên đi một chặng đường mấy chục cây số đến đây có lời chúc sức khỏe đầu tiên đến đại gia đình hai bên, chúc mọi người dự trong cuộc ăn hỏi này đầy tràn trề hạnh phúc và sức khỏe. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu, gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay tôi là đại diện, được sự đồng ý thỏa thuận giữa hai bên chung con chung cháu, một ông bà dưới Hưng Yên, hai ông bà ở trên Hà Đông. Anh em chúng tôi được phân công trao nhiệm vụ ngày hôm nay có lễ vật đến để trình tiên tổ và xin ý kiến của gia đình nhà gái cho gia đình chúng tôi nhập gia tùy tục. Trước mắt chúng tôi không biết nói gì hơn, có những điều gì mỗi miền quê của vùng châu thổ sông Hồng có khác thì các cụ công các bà cũng cho chúng tôi cái hướng và để chúng tôi được biết. Sau đây tôi xin ý kiến của vị đại diện của gia đình nhà gái tiếp tục để gia đình nhà trai chúng tôi hướng đến công việc trọn vẹn. Xin cảm ơn. Xin kính thưa tất cả các cụ, các bà, các bạn thanh niên nam nữ và hai cháu cô dâu và chú rể, cái được sự tìm hiểu của hai cháu và cũng sự đồng nhất của đôi bên gia đình, thế thì hai gia đình chúng ta hôm nay là đi đến một cái bước gọi là lễ ăn hỏi, kiên trắc cho cái ngày tới đây là ngày đại hỷ các cháu. Thì hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các cụ công các bà đại diện cho họ nhà trai đã cất công xa xôi từ Hưng Yên lên đến Hà Đông. Thì chúng tôi xin có lời chúc tới tất cả các cụ công các bà, các thành viên của họ nhà trai có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Thì sau đây của cháu trai thì cũng được sự nhất trí của gia đình, hôm nay là một người đại diện, mặc dù là như ông đại diện họ nhà trai có vừa nói đấy, thì là chúng ta là cùng trong khổ số nó giống nhau hết, nhưng mà tất cả những thủ tục mà lo cho hạnh phúc của các con các cháu ấy thì không có ở đâu khác cả đấy. Vậy thì tôi cũng xin thưa là hôm nay rất là chân thành cảm ơn họ nhà trai rất là chu đáo và đến đây để có những lễ chặn ngõ bà ăn hỏi cho hai cháu, thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi là xin ghi nhận. Và sau đây tôi xin giới thiệu cái thành phần họ nhà gái chúng tôi hôm nay có bà cụ của chúng tôi, đây là bà dì ruột của chúng tôi và là người cao tuổi nhất trong gia đình. Sau đó thì đến chúng tôi là tất cả là anh em nội ngoại của cô dâu Kiều Trang thì đều có mặt hôm nay là để mừng đón họ nhà trai. Thì sau đây cái phần trao lễ ăn hỏi của các cháu như thế nào thì xin mời họ trai sẽ tiếp tục. Tôi xin một lần nữa chúc các vị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Thì tới đây là họ nhà trai sẽ giao phần lễ ăn hỏi. Xin mời. Xin chúc cô bác ba dì của các cháu niềm hạnh phúc khát khao. Xin cảm ơn. Tiếp theo tôi đại diện cho gia đình nhà trai cũng trịnh trọng giới thiệu với tất cả các cụ công các bà gia đình họ nhà gái là toàn bộ anh em của bố chú rể đấy có mặt đông đủ ngày hôm nay, kể cả đang người ngoài bà, cuộc vui hạnh phúc trăm năm của các cháu, cho nên là dành thời gian để đến trước mắt là ăn hỏi, xin cưới, lo cho công việc của các cháu trăm năm hạnh phúc.
gia đình chúng tôi hôm nay cũng đã sắm tất cả lễ vật theo thủ tục của người Việt Nam. Và đại diện gia đình nhà trai, tôi cũng xin mời ông đại diện gia đình nhà gái lên để tôi trịnh trọng giới thiệu qua phần và để tiếp tục ta chào lễ. Xin cảm ơn. Thì cái này là bác cũng là trung thổ trung hồng nên rất tự hào. Thế có gì thì coi như bác cứ cho ý kiến đó. Thế thì bây giờ là xin mời. Wow. Trước mắt thay mặt gia đình nhà trai là tôi trân trọng cảm ơn từ ở ngoài ngõ vào đến trong phòng cưới vì điều kiện hơi bị chật. Có gì coi như thế là các vị cố gắng động viên hai cháu sống trăm năm hạnh phúc. Với gia đình nhà trai chúng tôi cũng sống thật thà là con dân lao động. Xin cảm ơn các cụ một lần nữa. Xin cảm ơn. Hôn lễ của các cháu xong nhưng mà cái sự bố trí và lo công việc của hai cháu ngày hôm nay thì tôi cảm thấy xúc động quá. Bởi vì thứ nhất là cái địa bàn của chúng ta nó không phải là gần, cũng là 80 trên 80 km mà chúng ta lặn lội đến tận đây. Thế mà đến lúc này lại được những lời động viên vô cùng coi như là xúc động của ông đại diện họ nhà trai thì tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc đã gửi được con cháu chúng tôi đến để làm dâu các cụ công, các bà ở dưới nhà. Thì chúng tôi cũng hy vọng là các cháu thì mặc dù đã trưởng thành nhưng mà nói về hiểu biết về cuộc sống thì các cháu còn non nớt lắm. Vậy cho nên chúng tôi rất mong là sau này cháu của chúng tôi về làm dâu các ông các bà ở dưới nhà, nếu có chỗ nào cần phải chỉnh trang làm sao để cho các cháu trở nên một người con dâu hiền mà một người vợ đảm, thì cái đó sau này ấy, thì là hai bên giữa hai ông xui gia và bà xui gia thì đều phải bắt tay nhau làm thế nào con cháu ngày hôm nay nó có một, ngày mai nó có hai, có ba, có bốn, càng nhiều càng tốt. Thế thì qua lời của ông đại diện họ nhà trai vừa giao cái phần lễ ăn hỏi và phần xin dâu của ngày hôm nay thì đại diện cho họ nhà gái thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn và xin nhận toàn bộ cái phần lễ vật của họ nhà trai vừa giao cho chúng tôi. Và sau đây thì xin mời đôi bên thông gia của hai ông bà ở dưới Hương Yên và ông bà Đức ở trên La Khê thì chúng ta lên để giao và nhận cái phần lễ vật này. Xin được trân trọng kính mời các ông.
không có buồn Ah!
dâu trên đường về gia đình nhà chú rể để làm dâu làm con gia đình nhà chúng tôi. Thế thì thời gian là giữa hai bên gia đình cũng đã thống nhất là và cái thủ tục thì là đi hơn về kém. Thì cũng xin thưa với các cụ, các bà như này là đúng 11 giờ kém 25 phút thì gia đình nhà trai chúng tôi xin cô dâu về để làm dâu làm con với gia đình chúng tôi ở dưới Hưng Yên. Hôm nay là gia đình chúng tôi lên cũng có cái lễ để xin dâu. Trước khi vào công việc thì cho tôi đại diện cho gia đình nhà trai xin kính chúc cụ ông cụ bà, cô bác bá dì và anh chị em của hai dòng họ nhà trai nhà gái một sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin kính thưa cụ ông cụ bà và các cô, các bác, các dì, các cậu của hai cháu. Một năm thì tròn đến một tháng thì tròn đến một ngày. Cái hạnh phúc nhất cho hai cháu là được sự đồng ý, thỏa thuận, hun đúc và vun quén cho hai cháu là bố mẹ của gia đình nhà trai, bố mẹ của gia đình nhà gái. Và được sự thông cảm của cô bác bá dì và cũng chung tay để lo công việc hạnh phúc trăm năm. Đến giờ phút này tôi không biết nói gì hơn, kính chúc mọi người trẻ khỏe bình an. Xin cảm ơn. Và chúng tôi tiếp lời, xin cảm ơn. Xin kính thưa tất cả các cụ, các bà cùng tất cả các quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng như là ông đại diện của họ nhà trai vừa cho biết ấy. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, nhận được sự nhất trí của đôi bên gia đình và sự chứng nhận của chính quyền các địa phương, thì hôm nay là buổi chính thức và cháu Trang sẽ về làm dâu dưới ông bà dưới Hưng Yên. Thế thì chúng tôi rất là phấn khởi là được sự long trọng đón tiếp của họ nhà trai đã đến họ nhà gái chúng tôi làm tất cả các công việc thủ tục của một đám hỷ cho các cháu. Thì chúng tôi rất mong là sau này cháu về làm dâu dưới ông bà thì được sự động viên, cổ vũ và hỗ trợ cháu để cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thế thì chúng tôi không biết nói gì hơn. Trước khi họ nhà trai đến có lời với chúng tôi thì chúng tôi xin ghi nhận cái phần như ông họ nhà trai có nói là cái cơ dầu xin dâu của ngày hôm nay. Chúng tôi xin hoàn toàn nhất trí, không có một cái vấn đề gì phải lăn tăn, mà chỉ có lúc bây giờ lăn tăn nhất là làm sao ấy hai họ chúng ta vui khỏe để đưa được cháu về đến nhà trai hoàn hảo nhất có thể. Chúng mình làm sao biến không thành có mà biến ít thành nhiều. Thế trước khi mà dừng lời thì tôi cũng xin mời ông họ nhà trai sẽ đặt vấn đề là hai bà thông gia là giao nhất cái phần cái lễ đón dâu hôm nay được của họ nhà trai. Xin mời ạ. Mời đây bà ông đâu, đang mặt mẹ của cô dâu. Hai bà sẽ chào cái phần lễ xin dâu.
một chút quà để trao cho cháu trước khi cháu về làm dâu ông bà. Ông Đức nghe chú ảnh kìa. Ông Đức nghe bố mẹ kìa trao kìa. Đức ơi.
Hoàng Gia xin trình trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng ổn định và chương trình bảy đại lễ thành hôn xin tiếp được bắt đầu. Cho hai bên gia đình đặc biệt xin được lấy lời chia tiếng nói của chú rể Đức Huy cô dâu Kiều Trang xin gửi tới toàn thể quý vị hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sự đồng ý nhất trí của hai bên chính quyền địa phương từ sự tác hợp của hai bên gia đình và hai bên gia đình nhà trai nhà gái chúng tôi gia đình nhà trai đó là ông Xuân Hiễu và bà Thị Hà, gia đình nhà gái là ông Văn Đức bà Thị Hiền đã chính thức tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Đức Huy cô dâu Kiều Trang. Và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi với mong muốn rằng toàn thể quý vị có thể tạm gác lại mọi công việc cá nhân riêng tư của mình để hướng mọi ánh nhìn về phía cặp trai tài gái sắc ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đức Huy cô dâu Kiều Trang xin phép được bắt đầu. Chúng tôi rất vinh hạnh được đưa cháu về làm dâu ông bà ở trên Hưng Yên. Đoàn nhà chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của toàn thể họ nhà trai. Thì theo như chúng tôi thì mỗi một địa phương có một cái thủ tục. Vậy thì chúng tôi lên đây thì chúng tôi cũng không nắm rõ được thủ tục ở địa phương nhà chúng ta như thế nào. Nhưng thôi, đều là đồng bằng sông Cửu Long mà cũng không đúng mà ta là châu đổ sông Hồng. Vậy thì chúng tôi chỉ nói như thế này này,
nó không có một cái gì khác. Bởi vì cái thủ tục giao dâu thì chúng tôi chỉ nói là rất vinh hạnh được đưa cháu về làm dâu các cụ công, các bà ở trên Hưng Yên. Mà chúng ta đã đi được đến nơi, về đến chốn, đi một về hai. Thế đến lúc này đoàn chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa được cô dâu về để làm dâu các cụ công ở trên Hưng Yên này, mà lại được sự đón tiếp nồng hậu như thế nào thì chúng tôi không thể nói được cái gì hơn 1000 lần cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của họ nhà trai. Thế chúng tôi cũng xin được có một lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ công, các bà toàn thể. Trong hội hôn hôm nay của chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Thì xin được cảm ơn một lần nữa. Tôi xin trao cô dâu là được đến lúc này là hoàn thành nhiệm vụ của đoàn nhà gái chúng tôi. Đấy, sau đây xin mời ông đại diện họ nhà trai có ý kiến. Dạ vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu vàng ngọc của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái, gia đình cô dâu Kiều Trang. Kính thưa quý vị, đúng là vô hiểm dệt thảo về phía ta, tình nghĩa trong xa có mấy nhà, nâng đỡ cháu con cùng nhiệt huyết, đến đây tràn về kết thông gia. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các trưởng đoàn đại diện cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Trần Thị Hà, sinh thành ra chú rể Đức Huy, sẽ tiến lên một bước nhỏ có đôi lời tắt từ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa cô các bà, kính thưa toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, hạnh phúc trăm năm của hai cháu được sự đón tiếp nồng hậu của hai họ nhà trai nhà gái. Và ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi đón dâu hiền về làm con làm cháu làm dâu của dòng họ chúng tôi. Cha ông ta thường có câu: mới thì dạy ít, cũ thì dạy hơi nhiều, phải không ạ? Thế thì câu chuyện này, ngạn ngữ của người Việt Nam đã có. Gia đình chúng tôi rất vinh dự và rất hân hạnh trọng thị đón tiếp gia đình nhà gái đã đi một chặng đường dài để đưa cháu về làm dâu làm con gia đình chúng tôi. Đại diện cho gia đình nhà trai, tôi không biết nói gì hơn kính chúc cụ ông cụ bà, các cô, các ông, các bà cùng bạn bè của hai cháu trong phòng cưới ngày hôm nay một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt. Xin cảm ơn. Việc thứ hai là thời gian bây giờ thì cũng đã quá ngọ, công việc của hai cháu quá vui. Gia đình chúng tôi dù mặn nhạt, ít nhiều cũng sửa lưng cơm. Sau khi hội nghị bàn giao cô dâu và gia đình nhà gái nhận chú rể thì trân trọng kính mời gia đình nhà gái nán lại phòng cưới của gia đình nhà trai, rơi lưng cơm để chia vui đầy tình ấm cúng. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Dạ vâng, ban tổ chức xin được cảm ơn lời phát biểu vàng ngọc của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và ngay sau đây xin mời hai ông sẽ đại diện cho hai bên gia đình sẽ tiến lên một bước nhỏ để thể hiện cái bắt tay ân tình thắt chặt mối đơn duyên hai nhà trong sơn gấm đó. Xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn. Chào tay thật lớn của toàn thể quý vị, rất tuyệt vời, rất ấm áp. Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, và xin mời hai ông trưởng đoàn cũng như bố mẹ của hai bên sẽ một lần nữa nán lại sân khấu để chứng kiến những nghi lễ rất trang trọng mà gia đình nhà trai đã chuẩn bị ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu chú rể, hai em sẽ tiến tới tháp bánh của tình yêu. Xin trân trọng, em sẽ cùng chúc tay cầm dụng cụ cắt bánh. Và chiếc bánh đầu tiên sẽ là chiếc bánh cuối cùng, thể hiện cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chiếc bánh thứ hai thể hiện cho tình cảm của tứ thân phụ mẫu, tình cảm cho toàn thể các cụ, các ông, các bà đã dành cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và chiếc bánh thứ ba, đó là chiếc bánh của lâu đài vinh quang và hạnh phúc. Và ít phút nữa sau khi chương trình bảy lễ thành hôn của cô dâu và chú rể đã thành công viên mãn, xin mời quý vị sẽ cùng cảm nhận vị ngọt của tình yêu này ạ. Và xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ tiến tới tháp đi của tình yêu ạ. Xin mời chú rể
vui chơi rồi sắp bay đầu tiên. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc của tôi và chú rể, có vị ngọt ngào của bánh cưới, có vị cay vị say vị lòng của rượu. Vâng, xin mời hai em sẽ chia tay giơ lên thắt lưng của tình yêu. Một tay của chú rể sẽ ôm sát vào vòng eo của cô dâu và cùng với hai tay của cô dâu và nghi lễ rót rượu xung quanh xin được bắt đầu. Lễ thành hôn chú rể không cần nhìn cũng đọc được rồi ạ.
Xin mời chào cái tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Tôi có nhắc ạ. Dạ vâng. Và kính thưa toàn thể quý vị, lễ thì ban tổ chức chúng tôi đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhà giàu Hoàng Gia đã tổ chức một buổi lễ rất long trọng hoành tráng. Thành thì bố mẹ hai bên cũng như các vị trưởng đoàn đã đại diện cho hai bên gia đình phát thành cho hai bạn rồi ạ. Thế còn những gì nữa ạ? Xin hỏi cô dâu ạ. Còn chứng gì ạ? Chứng gì trợ giúp ạ? Lễ thì tổ chức rồi ạ, thành thì tác thành rồi ạ. Thế còn chứng cuối cùng đó là chứng gì ạ? Dạ. Còn chứng gì ạ? Hôn ạ. Chứng gì mới to ạ? Hôn ạ. Dạ vâng, chứng này chỉ có thể là cô dâu chứng gì làm được thôi ạ. Xin hỏi chú rể Đức Huy đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi trả lời to. Em sẵn sàng rồi. Dạ vâng, em sẵn sàng rồi. Và xin mời chú rể, em sẽ đổi chỗ cho cô dâu ạ. Dạ vâng. Và ngay sau đây thì xin trân trọng giới thiệu quý vị sẽ hướng mặt ánh nhìn về phía cặp đôi tài gái sắc. Và xin mời chú rể và cô dâu sẽ hướng mặt vào nhau ạ. Được chưa ạ? Tay của cô, tay của chú rể để đặt ở đâu ạ? Rất chính xác. Tay của cô dâu đặt ở đâu ạ? Trên bờ vai của chú rể ạ. Dạ vâng. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ hô 1, 2, 3 thì cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau nụ hôn. Và xin mời anh bên nhà nhạc công ạ, sẽ chuẩn bị cho tôi một bản nhạc. Và nụ hôn này lưu ý sẽ kéo dài đến khi nào hết nhạc thì thôi ạ. Sẵn sàng chưa? Và xin mời anh nhạc công ạ, có thể chuẩn bị được chưa? Sẵn sàng chưa? Nhận lời mời của gia đình nhà trai sẽ trở lại những dãy bàn tiệc danh dự
quý vị rất nhiều. Và xin mời đại gia đình sẽ thể hiện một cái cúi đầu để cảm tạ sự hiện diện, sự có mặt của quý vị khách quý. Dạ vâng, và xin mời bố sẽ trở lại sân khấu để trân trọng kính mời hai bên gia đình trở lại bàn tiệc rượu. Và xin mời cô Ba và chú rể, hai em ít phút nữa sẽ cùng tiếp cận tới sân bàn tiệc để cảm ơn sự hiện diện, sự có mặt của hai bên gia đình. Và trong khi toàn thể quý vị sẽ trở lại những bàn tiệc danh dự, xin mời bố mẹ sẽ quay lại sân khấu để lưu lại trân trọng kính mời gia đình nhà trai nhà gái cũng như các bạn của cô Ba chú rể. Những ai có tình cảm riêng của cô Kiều Trang với các quyết được mang tên Tò Về Quê Hương, và xin trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, cặp đầu nghĩa phu thê. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn quý vị.
chồng từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mời.